Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Roma và câu lạc bộ BCA. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 38, vòng đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải năm nay. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Các cầu thủ Roma sẽ tiếp đón BCA trên sân nhà, và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Roma sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách BCA với mức kèo là 0,5. Mức kèo phải tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sô Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thì cho đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. Thì 5 lần đối đầu gần nhất của Roma và BCA, Roma bất bại trước BCA với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Roma thì Roma họ không thắng, họ chỉ hòa được 4 trận và thua 1 trận. 5 trận thi đấu gần nhất của BCA, BCA thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của chủ nhà Roma chấp 0,5 nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực và chiều sâu đội hình, thậm chí là đẳng cấp nữa, thì hiện tại nếu mà so với BCA thì Roma đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách về mọi mặt. Hầu như là trận đấu này Roma họ sẽ lại có đội hình tốt nhất để đá với BCA. Thứ hai là trận đấu này thì Roma có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cả hai đội hiện tại ở năm lượt trận gần đây đều đang có phong độ không tốt, nhưng mà đặc biệt là cái thành tích đối đầu của Roma trước BCA thì Roma vẫn đang vượt trội hơn nhiều, đặc biệt là những lần chơi trên sân nhà. Và Roma vừa rồi thì họ đã bị thất bại ở trận chung kết UEFA Europa League rất là tức tưởi rồi, cho nên là ở lượt trận này quay trở về trên sân nhà đá lượt trận cuối giải Serie A, nhưng mình nghĩ đây trận đấu này Roma họ cũng sẽ rất quyết tâm để đá bại được BCA để tri ân người hâm mộ ở lượt trận cuối này. Với cái mức kèo thế này, chỉ cần Roma thắng cái được một bàn thôi thì chúng ta chọn của Roma, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn của chủ nhà Roma chắc nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì trận đấu này cũng không loại trừ khả năng là Roma họ sẽ trút một cơn giận vào lưới của BCA, và biết đâu BCA cũng sẽ có bàn nữa. Cho nên nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thắng ghi, dự đoán sẽ là 3-1 hoặc là 4-1 nghiêng về cho Roma. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài ở lần đầu rồi nha. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Roma thì bạn ưu tiên đi tài không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tỷ số một trái thì dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và thực lực nhỉnh hơn thì Roma họ sẽ có 1 và 2 bàn dẫn trước. Nếu không, các bạn chọn của Roma chắc nha và đợi tài hạ với một tỷ vào. Nếu bạn trận đấu chốt kèo là chọn của Roma và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn.